Nữ thoát kẻ hiếp dâm, Apple Watch đã cứu sống nhiều người dùng nhờ vào tính năng theo dõi sức khỏe và cảm biến phát hiện té ngã. Không dừng lại ở đó, thiết bị này vừa giúp đỡ chủ nhân trong tình huống vô cùng nguy hữu. Theo Calgary Herald, người phụ nữ trong câu chuyện này có thể bị hãm hiếp, thậm chí mất mạng nếu không kịp thời dùng Apple Watch để cầu cứu bạn trai. Sau ca làm đêm mệt nhọc, nạn nhân ngủ thiếp ở phòng khách của mình. Khi trở dậy, cô nhìn thấy bóng người đi lướt qua căn hộ, đồng thời không tìm được điện thoại ở nơi thường để nạn nhân bình tĩnh dùng Apple Watch đang đeo trên tay để nhắn tin hỏi xem có phải bạn trai đã về nhà hay không. Tuy nhiên anh này xác nhận vẫn chưa trở về. Sau khi nhận ra người lạ đang có mặt trong căn hộ, cô gái cầu cứu bạn trai gọi cho cảnh sát. Nhà chức trách lập tức có mặt và bắt giữ nghi phạm John Joseph Masindoe đang trốn trong tủ đựng thức ăn dưới nhà bếp. Kiểm tra chiếc túi màu đen hắn mang theo bên mình. Cảnh sát tìm thấy nhiều dụng cụ có thể dùng vào mục đích hãm hiếp nạn nhân như mặt nạ, dao, dây chói, bao cao su, chất bôi trơn và một băng bịt miệng. Qua điều tra, cảnh sát cho biết tên này đã theo dõi và lên kế hoạch tấn công tình dục cô gái ngay từ đầu. Hắn sử dụng ảnh nạn nhân làm hình nền khóa điện thoại, lét lút cất hai chiếc quần lót và búi tóc của cô ta trong túi sách. Hôm 23 tháng 10, John Joseph Masindoe đã hầu tòa với các buộc xâm nhập trái phép và có ý đồ tấn công tình dục. Trong vụ việc này, nếu không nhờ đeo trên tay Apple Watch, cùng với sự nhanh trí và bình tĩnh, nạn nhân có nguy cơ bị hãm hiếp thậm chí đe dọa đến tính mạng.